Từ phương Tây qua hàng ngàn năm, loại nước lên men quyến rũ chiết xuất từ nho đã trở thành thức uống được triệu người trên thế giới ưa chuộng. Nếu trước đây tại Việt Nam, rượu vang chỉ xuất hiện ở những không gian tiệc tùng sang trọng của giới thượng lưu, thì nay, rượu vang đã trở nên phổ biến, thông dụng hơn. Mọi người đã quen dần với việc nhấm nháp rượu vang trong những dịp quan trọng, hẹn hò, họp mặt, liên hoan hay lễ Tết. Thậm chí, những chai rượu vang còn được lựa chọn làm quà biếu đầy tinh tế, trang trọng. Rượu vang ngày một thịnh hành, người Việt bắt đầu quan tâm hơn đến phong cách thưởng thức cũng như chất lượng các loại rượu trên thế giới. Họ tìm hiểu về vang và ngày càng sành sỏi, yêu cầu rượu ngoại nhập không chỉ phong phú về nguồn gốc mà còn đảm bảo về chất lượng, hương vị. Hoàng Thắng Quay đã trở thành sự lựa chọn của nhiều vị khách sành rượu và thậm chí khó tính khi nắm bắt nhu cầu của khách hàng. Với các chuyên gia sành rượu của Toàn Thắng, người mua được tư vấn tận tình những loại rượu phù hợp với sở thích, khẩu vị và phù hợp với các loại thực phẩm trong buổi tiệc, mà còn được chia sẻ những thông tin thú vị về loại thức uống đầy tinh túy này. Cái này là khá là ngon và được nhiều người thưởng thức và đánh giá rất là tốt. Nếu được thì mình xem qua mình thưởng thức bây giờ. Tôi thì rất thích uống rượu vang và cũng thường xuyên ghé tới ở địa chỉ này để mua và chọn rượu vang để về thưởng thức và cùng gia đình có những dịp cuối tuần thưởng thức rượu vang và tặng một số anh em bạn bè. Nhưng cảm nhận riêng tôi thì tôi đánh giá ở đây là có những rất là nhiều dòng rượu vang, mà rượu vang ở đây thì có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và hàng thì đảm bảo chất lượng, nên tôi rất là tự tin chọn đây là một cái địa chỉ tin cậy để tôi vào thường xuyên mua rượu vang ở đây về để cảm nhận thưởng thức và tặng cho anh em bạn bè. Là một nhà nhập khẩu và phân phối rượu lâu năm, Toàn Thắng Quay phân phối hơn 200 sản phẩm vang từ nhiều quốc gia trên thế giới với chất lượng tốt. Trong đó, nổi bật là thương hiệu vang xuất xứ từ Tây Ban Nha. Các chuyên gia về rượu của chúng tôi đã lựa chọn kỹ càng các nhà sản xuất để có được những chai rượu chất lượng, hoàn hảo, có xuất xứ, nguồn gốc, tem nhãn rõ ràng. Đặc biệt, cung cấp cho người tiêu dùng tại Việt Nam với giá cả hợp lý nhất. Rượu vang nổi tiếng từ các quốc gia như Chile, Tây Ban Nha, Ý, Australia hay Pháp, với đủ loại từ bình dân đến cao cấp. Mong muốn mọi người tiêu dùng ở Việt Nam đều có thể được tiếp cận và sử dụng rượu vang. Rượu vang được nhiều người ví von như một nghệ thuật. Vì thế, không gian để thưởng thức rượu vang được ví như một sân khấu, để có thể phô diễn hết nét đẹp của loại hình nghệ thuật duy nhất có thể uống được này. Thưa quý vị, nhâm nhi một chút rượu vang, ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm thật là lung linh. Và nếu như mà lắng tai một chút xíu thì quý vị còn có thể nghe được cả tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền. Đây chắc chắn sẽ là những trải nghiệm cực kỳ thú vị của các du khách. Hiện nay, các nhà hàng, khách sạn, resort sang trọng đều thể hiện đẳng cấp của mình qua những hầm rượu vang được thiết kế bên trong. Toàn Thắng Quay đã lan tỏa một không gian rượu vang đúng nghĩa đến với nhiều nhà hàng, khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương lân cận. Những hầm rượu vang bằng gỗ tự nhiên là ý tưởng tuyệt vời để duy trì nhiệt độ và độ ẩm trong điều kiện tốt, lưu giữ hương vị rượu vang. Không quản ngại khó khăn, vất vả, đội ngũ thi công của Toàn Thắng rất chuyên nghiệp, sẽ giúp các khách hàng hoàn thành một hầm rượu vang hiện đại, tiện lợi và đẹp mắt. Từ vật liệu cho đến ánh sáng, bàn ghế, nội thất đều được tính toán tỉ mỉ, bài trí hợp lý, mang đến cảm giác thoải mái và ấm cúng cho thực khách. Không chỉ là nơi lưu trữ, trưng bày những chai rượu vang ngon, hầm rượu vang là một nơi thực khách có thể lựa chọn bất kỳ một chai vang yêu thích để tận hưởng trong một không gian dành riêng cho những người yêu hương vị quyến rũ đó. Không phải ngẫu nhiên mà tiểu thuyết gia người Mỹ Ernest Hemingway đã cho rằng rượu vang là một trong những điều văn minh nhất thế giới và mang lại một mức độ thưởng thức thống khoái hơn bất cứ thứ gì ta có thể mua được trên cõi đời này. Còn Louis Pasteur thì lại cho rằng hương vị của rượu vang cũng giống như nét tế nhị của một bài thơ. Chính vì sự tuyệt diệu mà rượu vang đã ban tặng cho con người, mà Toàn Thắng Quay luôn là sứ giả để mang những giọt rượu tinh túy, chất lượng từ xứ sở của những vườn nho trọng lớn khắp thế giới về Việt Nam cho người Việt Nam.
Thank you.